Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Sức Khỏe Tự Nhiên xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị thân mến, mỗi khi chuẩn bị cho bữa cơm gia đình thì tôi đều đau đầu vì không biết nên nấu món gì, nên mua gì cho gia đình mình. Không biết quý vị có giống như tôi không ạ? Việc ăn uống luôn được chú ý đặc biệt, bởi đây là con đường tác động trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta. Ăn các món ngon bổ dưỡng, giàu chất dinh dưỡng thì cơ thể khỏe mạnh, vui tươi. Ngược lại, nếu ăn những món độc hại sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, còn có nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm nữa. Đáng nói, có những món ăn rất quen thuộc, yêu thích của rất nhiều người, nhưng lại chính là thủ phạm ngấm ngầm hại bạn và gia đình mà không hề hay biết. Đừng để đến khi cơ thể có những triệu chứng rồi mới tìm cách bảo vệ. Hãy hạn chế hay loại bỏ khỏi thực đơn bữa cơm gia đình mình 9 món ăn mà Sức Khỏe Tự Nhiên liệt kê trong video sau đây. Thứ nhất, tiết canh. Đây có lẽ là món ăn yêu thích của các đấng mày râu mỗi khi có dịp tụ tập, đúng không nào? Tuy nhiên, hãy hạn chế và thậm chí là nên dừng hẳn món ăn này, bởi nó tiềm ẩn rất nhiều thứ độc hại cho cơ thể của bạn. Căn bệnh đầu tiên dễ mắc nhất sau khi ăn tiết canh là nhiễm ký sinh trùng như sán dây, sán não hay giun sán. Trứng giun sán vào trong cơ thể phát triển thành ấu trùng. Ấu trùng sán lợn có khả năng xuyên qua niêm mạc đường tiêu hóa, cư trú ở tất cả hệ thống, từ cơ vân đến cơ tim đến cơ hoành, nổi những hạt li ti trên da như con lợn gạo. Ấu trùng sán chui lên não, làm tổ khiến người bệnh có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, nôn. Có thể có các cơn co giật kiểu động kinh. Ăn tiết canh còn dẫn đến nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp dẫn đến tiêu chảy cấp do ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần, phân lỏng và có máu. Một số trường hợp khác nhiễm liên cầu lợn dẫn đến viêm màng não, hoại tử da, suy đa tạng, biểu hiện như sốt. Biểu hiện như sốt cao, co giật, nôn vọt, sợ ánh sáng. Người bệnh bị nhiễm độc tố nặng có thể dẫn tới sốc nhiễm. Người bệnh bị nhiễm độc tố nặng có thể dẫn tới sốc nhiễm khuẩn, tụt huyết áp, suy hô hấp, thậm chí tử vong nếu không phát hiện sớm để điều trị kịp thời. Bác sĩ Trần Trung Cấp, khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, mỗi năm khoa tiếp nhận từ 30 đến 100 ca cấp cứu do nhiễm liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh. Gần 70% bệnh nhân liên cầu lợn từng giết mổ. Ăn thịt lợn tái hay tiết canh, bác sĩ khẳng định không chỉ lợn bệnh mà ngay cả con vật khỏe mạnh cũng có thể chứa liên cầu khuẩn. Tiếp xúc với máu của động vật nhiễm liên cầu lợn qua vết xây xát trên da, người mạnh khỏe cũng có thể nhiễm bệnh. Do vậy, đừng quá chủ quan cho rằng cơ thể mình mạnh khỏe thì có thể thoải mái thưởng thức món ăn này nhé. Thứ hai, cà chua xanh. Bấy lâu nay, chúng ta vẫn thường được khuyên rằng cà chua xanh là loại thực phẩm chứa nhiều chất độc, không an toàn để sử dụng. Cà chua từ lâu vẫn luôn là loại thực phẩm được nhà nhà ưa chuộng và lựa chọn để chế biến thành các món ăn dinh dưỡng. Thế nhưng, cũng cùng là cà chua, nhưng vì sao ở hai thời điểm phát triển khác nhau, chúng cũng có khác biệt to lớn đến vậy? Theo các nghiên cứu khoa học chỉ ra, cà chua chưa chín màu xanh có chứa selenine, alkaloid độc hại. Selenine là một trong số các alkaloid, chúng bao gồm hàng ngàn hoạt chất và được tìm thấy nhiều trong các kháng thể của thực vật. Cà chua chưa chín sẽ gây ngộ độc khi tiêu thụ chúng trực tiếp. Các dấu hiệu đầu tiên khi nhiễm độc là khó chịu dạ dày, buồn ngủ, thở nặng, tiêu chảy. Ở người trưởng thành, nếu tiêu thụ khoảng 200mg solanine sẽ gặp phải những trường hợp trên. Nếu tiêu thụ cao hơn mức này, hệ thần kinh trung ương sẽ tổn thương, gây ra tình trạng chuột rút và tê liệt.
hoặc nếu mức tiêu thụ khoảng 400mg sẽ dẫn đến tử vong. Thứ ba, măng tươi. Măng là món ăn quen thuộc với các gia đình Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng chứa ít hàm lượng lipid, đường, chất béo, nhưng lại chứa nhiều chất xơ. Tuy nhiên, trong măng tươi có chứa hàm lượng cyanide rất cao, khoảng 230mg trên 1kg măng cũ. Cyanide là một gốc axit mà hợp chất của nó bao gồm các muối hoặc axit có đặc tính rất độc. Liều gây tử vong qua đường tiêu hóa là 1mg trên 1kg trọng lượng cơ thể. Khi người ăn phải măng có chứa nhiều cyanide, dưới tác động của các enzyme đường tiêu hóa, cyanide ngay lập tức biến thành axit cyanhydric, là một chất cực độc với cơ thể và gây ngộ độc. Theo các chuyên gia, hàm lượng cyanin có trong măng mà người ăn có biểu hiện ngộ độc ở mức độ nặng, nhẹ khác nhau. Các triệu chứng thường xuất hiện sau khi ăn măng khoảng từ 5 đến 30 phút. Trường hợp nhẹ, biểu hiện sợ hãi, lo lắng, chóng mặt, đau đầu, rối loạn ý thức, buồn nôn, nôn, kích thích niêm mạc đường hô hấp. Trường hợp nặng, có biểu hiện co giật, cứng hàm, duỗi cứng, giãn đồng tử, suy hô hấp, tím tái, hôn mê. Nặng hơn nữa sẽ ngừng thở, tim đập nhanh và không đều. Rối loạn, dẫn truyền nhĩ thất là nguyên nhân chính gây tử vong sau vài phút nếu không được cấp cứu kịp thời. Để tránh ngộ độc khi ăn măng, cách tốt nhất là phải luộc măng thật kỹ, khi luộc thay nước nhiều lần, ngâm măng đủ thời gian trước khi sử dụng. Do vậy, cần chế biến măng thật kỹ lưỡng trước khi ăn để không gây ra ngộ độc. Thứ tư, khoai tây mọc mầm. Hiện nay, tại nhiều vùng bắt đầu đến mùa thu hoạch khoai tây, một số gia đình có thói quen mua nhiều khoai tây về để gầm giường, gầm cầu thang, ăn dần, khiến nhiều củ khoai tây bị mọc mầm, ăn vào sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo, nêu rõ, nếu ăn khoai tây mọc mầm vào cơ thể sẽ dễ bị ngộ độc. Chất độc có trong khoai tây mọc mầm là silanin. Triệu chứng ngộ độc do ăn khoai tây mọc mầm biểu hiện như sau. Bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy, có hiện tượng giãn đồng tử và liệt nhẹ hai chân. Trường hợp nặng có thể gây tử vong do hệ thần kinh trung ương bị tê liệt, làm trung tâm hô hấp không hoạt động được, đồng thời gây ngừng tim do cơ tim bị tổn thương. Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân tốt nhất không nên ăn những củ khoai tây mọc mầm. Trường hợp củ khoai mới nảy một đến hai mầm nhỏ, nếu bỏ cả đi thấy phí thì phải bỏ hết mầm, khoét bỏ hết chân mầm, đồng thời gọt bỏ vỏ để loại bỏ hết chất selenin tập trung ở đây rồi mới được nấu ăn. Thứ năm, mộc nhĩ tươi. Đối với nhiều gia đình, việc sử dụng mộc nhĩ trong chế biến món ăn hàng ngày là điều không thể thiếu. Thực phẩm này không chỉ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng có lợi mà còn có tác dụng lọc máu, ngăn ngừa máu đông, giảm thiểu các bệnh lý liên quan đến thận, nhuận tràng, đen tóc, vân vân. Tuy nhiên, nếu mộc nhĩ không được sử dụng đúng cách sẽ gây ra nhiều nguy hại không ngờ. Mộc nhĩ hay còn gọi là nấm mèo là loại thực phẩm tốt, tuy nhiên chỉ cần sử dụng sai cách thì sức khỏe của bạn sẽ gặp nguy hiểm ngay. Trong nấm mèo tươi có chứa porphyrin, một chất rất nhạy cảm với ánh sáng. Sau khi ăn mộc nhĩ tươi với sự tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, chúng ta rất dễ bị viêm da, xuất hiện trạng thái ngứa, chứng phù thủng, đau nhức. Đặc biệt với những người phù nề sẽ xuất hiện tình trạng khó thở, gây nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế, bạn chỉ nên sử dụng nấm được phơi khô và chế biến kỹ. Thực phẩm trong quá trình mua về không được bảo quản và chế biến đúng cách khi sử dụng có thể làm cho bạn bị ngộ độc. Nhẹ thì xuất hiện những triệu chứng đau đầu, buồn nôn, tiêu chảy. Còn nặng hơn có thể dẫn đến tử vong. Ngoài 5 món ăn được kể trên thì vẫn còn một số loại thực phẩm dù có chót mua về vẫn tuyệt đối không được ăn. Cụ thể đó là những loại thực phẩm nào? Đừng bỏ qua phần tiếp theo của video nhé. Thứ 6, dưa chua muối chưa kỹ.
hương vị chua chua, giòn sần sật, ăn nhiều mà không bị ngán, khiến nhiều người cảm thấy thích thú trước món ăn này. Dưa muối cung cấp các enzyme, lợi khuẩn có ích cho hệ tiêu hóa, kích thích tiêu hóa và giúp tăng cường sức đề kháng. Tính miễn dịch của hệ tiêu hóa đối với các loại vi sinh vật gây bệnh. Tuy nhiên, nếu không biết sử dụng đúng cách, thì dưa muối đôi khi lại trở thành thứ gây hại. Nhiều người vội vàng hoặc thích ăn dưa khi còn xanh và hăng cay. Nhưng trong một vài ngày đầu muối dưa, vi sinh vật sẽ chuyển hóa nitrat trong các nguyên liệu thành nitrit, làm hàm lượng nitrit tăng cao. Ăn dưa ở giai đoạn này thì có vị cay hăng và hơi đắng vì chưa đạt yêu cầu. Loại dưa này chứa nhiều nitrat, ăn vào rất có hại cho cơ thể. Bạn không nên ăn quá nhiều và thường xuyên dưa muối vì có nguy cơ gây sỏi thận và cao huyết áp. Vì vậy, tốt nhất không nên ăn dưa chua vừa mới muối mà nên ăn khi đã được muối kỹ, khi đó hàm lượng nitrit đã giảm. Thứ bảy, các loại đậu chưa nấu chín. Ăn đậu được sánh với thịt, mọi người đều biết ăn đậu có rất nhiều dinh dưỡng, nhưng không biết rằng các loại đậu không được ăn tươi sống. Ví dụ, đậu co ve có chứa saponin và porphyrin, rất khó chịu đối với đường tiêu hóa của con người. Ăn đậu co ve chưa chín cực kỳ dễ gây ngộ độc thực phẩm, triệu chứng là đau bụng và nôn mửa. Loại đậu rồng tươi có chứa vinsta có thể gây thiếu máu, tán huyết cấp tính. Bệnh này còn được gọi là bệnh đậu Fapa, khiến cơ thể con người phát sốt và mệt mỏi. Sữa đậu nành không thể ăn tươi bởi các thành phần ngộ độc. Sữa đậu nành không thể ăn tươi bởi các thành phần độc hại trong đậu nành chưa nấu chín, không bị phá hủy, dễ gây viêm dạ dày ruột. Thứ 8, gừng đập dập để lâu. Chúng ta thường có thói quen mua nhiều gừng một lúc, sau đó cắt trữ để dùng dần cho tiện. Tuy nhiên, gừng tươi là thực phẩm không nên để lâu, bởi sau một vài ngày nó sẽ bị mềm, tốt đi và hỏng dần ở những nhánh nhỏ, các vết cắt. Nếu vì tiếc rẻ mà cố cắt bỏ phần hỏng và dùng tiếp phần nguyên vẹn của củ gừng thì nguy cơ hại sức khỏe do có chất độc sycamore rất cao. Đây là chất có sẵn trong củ gừng chứ không phải chỉ ở phần đập dập nát nên không thể cắt bỏ hết. Cũng theo khuyến cáo, chất sycamore là hoạt chất với độc tính rất cao, có thể gây sự biến đổi tế bào gan của một người đang khỏe mạnh, cho dù lượng chất này có thể bị hấp thụ rất ít. Vì thế mà không nên mua nhiều gừng cùng một lúc, nếu không bạn phải bảo quản gừng thật tốt để chúng không bị dập nát. Thứ 9, giá đỗ không có rễ. Khi mua giá đỗ, bạn phải quan sát kỹ trước khi mua hàng. Những loại giá đỗ nhìn béo tròn, căng mọng, mũm mĩm mà không có rễ, hạt ngắn, trông cực kỳ bắt mắt, song lại cực nguy hiểm. Loại giá đỗ này được ngâm trong thuốc kích thích tăng trưởng nên gây ra rối loạn tiêu hóa, hệ thần kinh, sinh lý, v.v. Trong khi đó, giá đỗ sạch không dùng kích thích thì trông gầy hơn, không giòn, dễ gãy như giá đỗ ngâm thuốc. Một mẹo nhỏ nữa để bạn phân biệt, đó là giá đỗ sạch có phần lá phía trên hơi mở ra, hạt nhìn từ ngoài sẽ thấy mầm lá nhúm màu vàng hoặc màu xanh, trong khi giá ngâm hóa chất có hai hạt mầm đóng chặt với nhau. Việc tự làm giá đỗ tại nhà vừa an toàn còn cực kỳ đơn giản mà chẳng hề tốn nhiều thời gian. Hãy sắn tay lên và vào bếp thôi nào. Thứ 10, rau cải nấu chín để qua đêm, bắp cải thối. Chúng ta tiết kiệm thức ăn bằng cách cắt thức ăn còn dư vào trong tủ lạnh hay tủ bảo quản, nhưng bạn tuyệt đối không được áp dụng điều này với rau cải nấu chín để qua đêm nhé. Trong rau cải chứa nhiều chất nitrat. Nếu để rau cải qua đêm, do tác dụng của vi khuẩn, muối nitrat chuyển thành muối nitrit. Sau khi ăn có thể làm cho tổ chức trong cơ thể thiếu oxy, xuất hiện triệu chứng trúng độc, đau đầu, chóng mặt, nôn mửa. Ngoài ra, chất nitrit có nguy cơ cao gây ung thư đường ruột. Tốt nhất nên ăn rau xanh tối đa trong vòng 2 đến 3 giờ sau khi nấu.
Bắp cải là một trong những loại rau giàu khoáng và các loại vitamin thiết yếu cho cơ thể. Không bảo quản đúng cách hoặc do điều kiện thời tiết khiến bắp cải bị thối thì bạn không nên dùng nữa. Đây được xem là một trong những món ăn độc hại nhất. Các chuyên gia khuyên bạn tuyệt đối không nên ăn. Hãy vứt bỏ rau khi đã bị thối. Bắp cải thối có chứa nitritin. Chất này đóng vai trò trong sự hình thành methemoglobin trong máu người, khiến máu mất các chức năng oxy, làm cho ngộ độc oxy, chóng mặt, đánh trống ngực, nôn mửa, tím môi. Bị nặng có thể gây bất tỉnh, co giật, khó thở, không kịp thời cứu hộ có thể đe dọa tính mạng. Các cụ ta xưa đã có câu, học ăn, học nói, học gói, học mỡ. Việc ăn uống vốn dĩ luôn được đề cao và quan tâm hàng đầu. Bạn ăn uống lành mạnh, cơ thể cũng vì thế mà khỏe mạnh hơn. Ngược lại, nếu ăn uống vô tư tùy tiện, có thể sẽ mệt mỏi, suy yếu. Hãy hạn chế tối đa, thậm chí loại bỏ khỏi danh sách những loại thực phẩm độc hại mà chúng tôi đã kể tên trên đây nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.